bà mẹ mong muốn 6 năm đầu đời của con sẽ gắn bó với môi trường như thế nào? Một ngôi trường rộng rãi, trong lành ngay giữa lòng thành phố, thuận tiện việc đưa đón. Con thoải mái vận động, khám phá, gần gũi với thiên nhiên. Lớp học khép kín, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Giáo cụ Montessori được sắp xếp khoa học trên giá phù hợp với kích cỡ của con, đáp ứng tối đa nhu cầu phát triển của các bạn nhỏ. Cây xanh bài trí trong lớp, chai nghệ thuật treo vừa tầm nhìn của con, tạo cho con tình yêu thiên nhiên và nghệ thuật. Học tập thông qua các trải nghiệm với phương pháp giáo dục Montessori, môi trường được chuẩn bị sẵn sàng. Con tự do lựa chọn các bài học theo sở thích và năng lực cá nhân. Lớp học được trộn độ tuổi như một xã hội thu nhỏ, giúp trẻ có cơ hội được giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau. Con được yêu thương và hỗ trợ bởi giáo viên có kinh nghiệm đào tạo chuyên sâu, tận tâm với trẻ. Học tiếng Anh với chương trình chuẩn Common Core của Mỹ cùng 100% thầy cô nước ngoài, còn phản xạ và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, linh hoạt. Những chuyến dã ngoại, những sự kiện hàng tuần, hàng tháng, những dự án học tập sáng tạo, con tự mình khám phá thế giới xung quanh. Ngôi trường đó không đâu xa mà tọa lạc ngay tại 106 đường Khánh Thiện, quận Ngô Quyền. Sakura Montessori đường Khánh Thiện dự kiến khai trương vào tháng 2 năm 2022 với hệ tiêu chuẩn học phí từ 4,5 triệu đồng một tháng, mang đến môi trường học tập cá nhân hóa, khơi dậy tiềm năng sẵn có trong mỗi đứa trẻ.